đậu hũ, món chỉ có miền quê mới có thôi. Cái hũ này mình có mấy chục năm rồi cô? 40 mấy năm. Còn mấy năm rồi? Cái hũ không là đó là có một đàn người rồi. Cái hũ này trời mua không có đâu, phải không cô? Hũ này cũng dọn đồ cũ rồi đây. Đồ cũ rồi đây chứ. Nghĩa là từ cái lúc mà cô làm nghề là cô sắm hũ rồi. Dạ. Mà năm nay cô 65 tuổi rồi đây, ít lắm nè. Có tệ cũng 30 tuổi. Nghĩa là cô bón cũng được 30 năm rồi. Dạ, bò mát nè. Thành công thứ của cô 37 tuổi rồi đây. Dạ. 37 tuổi nhỏ hơn con 3 tuổi đó. Nghĩa là quá ngon. Là công thứ còn công đạo là... Đây là nước đường cô. Nước đường, cái này là nước đường. Nước đường mình lột bằng đường đen như này. À. Đường đen mình bỏ gừng rồi vô cả. Nghiêng đủ. Dạ. Cái tô này là được cô của Mỹ rồi cô. Tô của Mỹ đó. Tô của Mỹ này, tô này ăn hồi nãy cô mua ở đâu có? Cô mua chứ. Mua. Cô đi này cái rùa ăn thái được cái hạ bốn. À, hồi nãy mua gió bao nhiêu không biết hả cô? Biết chứ, có mà có nam tràm cứ. 500 đồng hồi xưa rồi. 500 mà vừa đỏ đỏ trừ cũng cộng thôi. À trời ơi. Dâu hầu nó lầu 15 ngàn bột. Lầu 15 ngàn bột rồi mua cái chén cái nam đồng rồi cũng nam trăm rồi con biết bao nhiêu tiền đầu. Không, cô cầm giùm con cái này luôn á. Nên cô để. Để đại cái thiệt. Dạ. Hồi nó lời 1 ngàn 15 nghìn vậy. 15 nghìn mà mua cái tô hết 5 nghìn đâu. Mua cái tô hết 500 chứ. 500 rồi. Múc qua chén ra. Dạ. Cái tô này chữ quấy lắm. Đẹp lắm. Bữa hôm trước cái chú này chú đi theo cô. Dạ. Chú kêu bao nhiêu cái mấy cái chén này cái cô để cho cầu cái con đưa tiền cho cô mua chén khó. Tôi kêu chú núi chị chày lắm. Cái đời của họ cái nhà kia nhà tiền của họ. Cái nghề nghiệp của tao có dọn sân sự nghiệp tao. Sự nghiệp tôi có này đây. Không nãy rồi. Cái tô đi đường xa là cái chữ của hắn là chữ chữ của Mỹ đó. Cô cầm giùm con cô. Lát cỡ này nè, lát cỡ này có cái mọt còn đậm hơn. Nói chung là tô cũ đây, tô của Mỹ đây. Trừ không có bón nào. Không. Thì dĩ có bón cái tô này. Rau đó chạy kìa. Này cô bán cửa tròn xuống cô. Đừng có quay cô vô chạy. Qua cho vui chứ. Quay ta vô rồi. Đưa lên nói gì ồ mày. Không biết gì vậy. Trời qua đưa lên họ Thái rồi biết là cái cô này bón đồ hủ. Ở đài của lấy nhà họ anh từ lòn tay xuống dưới là không biết cô đã nổi tiếng lắm á. Mình mới chuyển qua đi xe đột được mấy năm rồi cô? Hơi nam rồi. Đâu, cái thằng cái chú kia kìa câu của tôi biển á nghe hắn ở nước rùa về cái hắn hầu nó cô còn gánh kìa cái hắn kêu cô vô cái hắn biểu à hắn biểu mẹ hắn rò mùa cái cô đứng cô múc cái hắn chậu hắn cũng quài nữa y nữa đó cái kìa con đèn qua bên đó. Cô mà mở khẩu trang ra trời nhìn thấy các bạn. Cô sợ nổi tiếng. Hồi trước gánh đi vui hơn chứ. Gánh kia cũng rồi có vẻ hơn. Ờ, đẹp hơn. Mà chơi vô rồi không gánh nổi. Em đi mày, em đi cho cô bón. Náo thì mình náo làm cô. Náo làm à? Bao giờ cô dạy? Bao giờ xuống rồi? Rồi náo tới mấy giờ? Náo tới 5 rưỡi 6 giờ. Náo lao dữ rồi. Không, mình lùm chứ. Mình lạc đường rồi mình thén đường rồi mình xa đạo rồi mình lạc đồ sạch sẽ chứ. Bữa mua súng nhờ cô qua được không? Ừ. Cách náo à? Vài cách náo. Để em hát cô có một khóc lồn nhé. Được không? Vài cách náo
Ở đâu đưa cô cua thử nè. Đâu mà cá. Đang đây đây. Thì cũng có người vô tiền chứ không phải. Chứ thấy đơn đài quá rồi nào. Ồ ngọc quá. Thấy đài vừa. Mở hết rồi cô ngó nè, cô ốp cái cô không có con gớ mà. Thì không? Cô không có con gớ. Cô cởi khẩu trang ra đây, cởi khẩu trang ra. Không. Không có gớ đó, họ thắt tiền dây. Không có con gớ, không có nấu gì, nấu nghiệp. Đâu kè đó. Có đờ hũ đây các bạn ơi, hàng đờ hũ. Ngon quá. Nó đụng đụng. Đồ hũ nước đường này có gần ăn ngon ghê á. Nước đường mà con nó cô bé này trừ nó không hiểu rồi đâu nè. Đó ăn trừ hiểu nó như thế đường nâu đây đang là hiểu. Có bón cái tô nè, bón cái này. Nước cái đó mua. Nghe hơi bị mày chứ. Thì bón cái làm kỷ niệm đi. Có tiền chưa? Đâu. Đâu là cái đồ của đâu là tôi không bón một cái gì hết. Tôi không bón một cái gì hết. Nhớ nghe, tới hầu cô không làm nghề là cô truyền cho con nghe. Tôi có chết là tôi để cho con tôi cũng đùn kỷ niệm. Ấy là cô không làm nghề nữa, cô truyền cô dạ con bón, con náo con bón này. Thiệt đó chứ. Được không? Được với ta được. Được không? Thì cái trời không hứa. Thì ghê đó trời, do truyền kinh đó rồi. Do truyền quá.